Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Dòng xe hương theo gió nhẹ ngân nga đường về hôm nay không xa, chỉ hoàng hôn theo về nhà, chờ đèn xanh anh hôn khẽ lòng reo ngân nga tự nhiên vui cha ngân nga. Ai hey. Sao vậy em? Yeah. Hey pretty girl, you know who it is. We coming back, we bring the fire. We ain't come here to lose. It's your boy Hurricane, you know. Hey shawty, don't you look at me. Từ đầu đến chân không chỉ áo phông mùi jeans. Holla, get tên cho em lấy lòng tin. Nè gift lên shit thêm anh size và jean. Holla, anh đến đây không phải để chơi mà anh chơi cùng tập vụ. Win lê rap hay nghe anh đắp cũng sốc rượu. Không có anh thì hiểu sẽ về lại thứ hai. Xong lưng A tú thấy cũng bắt đầu mất hồ. Sẽ tham đạo cho em bước dài nắp xanh hai bên. Sneaker cùng cao gót Hurricane and my queen. Hip hop and R&B. My lady wanna be with me. Ngồi ngân nga ở cuối chân trời bao la. Kề sát vào vai, nhẹ nói vào tai. Yes I do. Tìm ra em ở giữa những vì sao xa. Dành em hết thời gian, chẳng cần thiết ngày mai. Baby tell me if you want it. Em chỉ cần mọi người đón em tối nay. Chẳng phải chờ gì nữa. Not to be dramatic, anh là N to the E with the keep not cap. Mang trên vai là cả sao thái, có thể gọi anh là bất phát. Alright, em là người duy nhất có thể khiến cho anh rap. Em có thể hỏi thăm mọi người hai vòng vừa qua anh toàn chăn hát. Là making hit chứ không hit drama. Nhạc và đời tinh khiết không còn lý do nào để tao xa lạ. Và ngân nga chơi là one two. Không quan tâm em nói gì my boo. Anh biết lý do mà bé đắng đo khi ngã vào an. Là biết đâu được anh sẽ bỏ mình y như trong bài hào quang. My ex đã tình tác. Anh chỉ đứng cho đẹp đời hình. Mà đến khi đầu đội sừng là cô lại bắt đầu gọi mình. Đi cùng anh em không phải ngại khi họ bảo rằng freestyle đi. Be my love, em chỉ có lời cause you're my VIP. Người nhớ ở cuối chân trời bao la. Kề sát vào vai, nhẹ nói vào tai. Yes I do. Tìm ra em ở giữa những vì sao xa. Dành em hết thời gian, chẳng cần thiết ngày mai. Baby tell me if you want it. Em chỉ cần một người đón em tối nay. Chẳng phải chờ gì nữa. Yeah.
mới ngon đào móng. Đây giống cái máy, giống cái máy trò chơi. Like a star, như ánh sao. Hello mọi người. Wow. Hôm nay sao đội này tươi dữ vậy? Are you speak English, please? Yeah. Speak English. Why? Because we are real international boy band. International, yeah. International boy. We don't really speak boy English. Band. Oh. Excuse me, like you are international boy band. Yes, sir. Yes, ka. Yeah. Real international. Yes, sir. Ah, okay. So, where are you from? Hello, I'm Isaac. I'm from Cần Thơ. Ah, from Cần Thơ. Hello, I'm Hurricane. I'm from xa nhất, chợ Hiệp Thành, quận 12. Wow, you from quận 12 lận. Hi, Minaka. Me from San Francisco. Long. bán đồ ăn. Nẹt ra là sao mà xích lông chỗ bán đồ ăn. Dạ 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 dạ. À. Hello, âm Jin Tuấn Kiệt. Âm bom kia sáu đồ thành kế bên chợ Vườn Chuối. Bạch Nam là bắt gì trời ơi. Sao có giọng vậy cái Vườn Chuối nữa. Chuối. Mà không nhận cái nhóm này bây giờ dễ sợ thì kêu trò giả mang ra mà chào sưng. Hú hồn không? Lý do sao Khang, lý do sao? À cho em coi nói cái nữa là hôm nay có mẹ em đi coi nữa. Mẹ Phương. Ủa, mẹ hả? Kế chị Emily à. Con chào Harry mẹ. Dạ, bữa nay Harry mẹ đến ủng hộ cho Harry Khang hả? Mẹ đến mẹ ủng hộ cho con. Hôm giờ mẹ có coi con trên TV không? Có, ngày nào mẹ cũng có theo dõi hết trơn. Chị thấy Harry Khang diễn có giỏi không? Giỏi. Bữa nay chị cho một lời chúc đi cho diễn cho sung nè. Chúc cho con được top 1 nha. Đúng rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn chị, cảm ơn Harry mẹ. Mẹ, Harry Khang nói là có cho mẹ nghe bài này rồi đúng không mẹ? Rồi mẹ nói bài này sao mẹ? Hay, hay, bài này hay. Mẹ nói là top 1 luôn. À, mẹ mà khen hay là em nghĩ là tất cả mọi người đều sẽ thấy hay. À. Yes sir. Nhưng mà mấy em ơi đừng ép mẹ quá, để mẹ tự nhiên mấy em ơi. Mấy em nói vậy mẹ phải nói hay rồi, đừng ép nha, để mẹ miệng. Khiêm tốn đi em ơi. Khiêm tốn đi. Anh chỉ nói vậy thôi, hồi nãy cái nhóm đầu tiên thấy ghét quá. Nói toàn cầu đồ này nọ, coi thường tụi em dữ lắm, hồi nãy nói anh đó, ghét nhất tụi em đó. Trời ơi. Ừ, cái nhóm sao? Ê, từ từ anh. Sao vậy? Tụi em có làm cái gì đâu anh. Hiếu nói ghét nhất là em. Trời ơi. Dựng chuyện anh Thành ơi, dựng chuyện. Mà nó nói toàn cầu đồ này nọ. Bây giờ không biết là toàn cầu cỡ nào, nhưng mà trước hết là tụi em cầu toàn trước rồi đã. Đúng rồi. Cầu toàn là quan trọng rồi trong một cuộc thi à. Mạnh. Em thấy mấy team Kim Flash cũng dữ quá. Đúng. Họ team em chắc khiêm tốn thôi ha. Khiêm tốn thôi. Tụi em chắc bài này không hit. Không hit thì không được. Mãn miếng nhiều quá. Trời ơi. Tôi sợ là sao với chương trình này cái nhóm này đi tấu hài quá. Chắc vào việc luôn đi. Trời ơi. Nhưng mà cho hỏi nè, nãy giờ nói dữ quá, có làm âm nhạc bài này hay gì không? Em chắc chắn luôn là tụi em là nhóm hát hip hop duy nhất cái dòng này. Đúng vậy. Mà người ta nói sao biết không? Hip hop never die và mẹ never say. Trời ơi. Trời ơi, sao biết? Biết liên tục vậy. Trời ơi. Con lớp hơn đi mẹ. I love you hơn đi mẹ. Hơn đi mẹ. Tuyệt chơi. Trời ơi, sao mẹ tới mẹ làm nhiều năng lượng quá. Ok. Mà em ơi, một tràng vỗ tay cho nữ ca sĩ khách mời Vũ Thảo My. Mời là bạn tên Vũ Thịnh. Yeah, bạn này hát tay nha. My hát đỉnh nha. Yes sir. Ta-da. Tuyệt vời. Hôm nay em đứng dưới một dàn anh trai rất là đẹp trai và thông minh và đầy năng lượng như thế này thì Vũ Thảo My thấy như thế nào? Dạ, lời đầu tiên cho phép Vũ Thảo My xin được gửi lời chào tới tất cả các quý khán giả đã có mặt tại đây hôm nay. Sung rồi đó. Em luôn sung quá. Hồi nãy lên hát luôn anh Thành ơi. Hát luôn hả? Thôi không còn gì nữa, không cho nói sung quá rồi. Không có gì có thể ngăn cản được. Hồi nãy chúng ta có Ngáo Ngơ, còn bây giờ là Ngân Nga.
anh em thấy sao rồi cái bài mình giờ tuần này thì tôi nghĩ là nếu mà đông khe thì tôi để thì kiếm là chủ nhóm tuần này tôi sẽ nữa hả thôi đi khe là đủ rồi ai không à hello ủa thực sự My rất là vui khi mà nghe tin là đội anh Isaac chọn cái demo của My. My đã rất là quen với cả Negip và Hơi Khang rồi nhưng mà chưa có cơ hội làm việc với anh Isaac và anh Trinh Tấn Kiệt. Nên là mình cũng một nửa vừa quen vừa lạ và mình muốn thử xem là như thế nào. Bạn thấy ồn không? Đó là tinh thần của bài này. Có nghĩa là theo tinh thần của chúng ta thì anh nghĩ là tuần này mình khá hip hop. Kéo phải trở về cội nguồn thôi. Khi mà lần đầu tiên Negip với Hơi Khang gợi ý là mình sẽ làm hip hop, mặc dù cảm thấy hơi cứng một tí tại vì trước giờ mình chưa bao giờ hát hip hop hết. Isaac cũng hơi suy nghĩ nhưng mà bởi vì đây chính là cơ hội để được thử cùng với tất cả những người anh em rất là trẻ và rất là tài năng, cho nên Isaac nghĩ là không gì phải sợ hết. Chưa bao giờ nghe hay là thấy My hát về hip hop đúng không? Ừ. Không biết là đâu. My là producer và rap mà. Này là Jin ăn muốn Jin rap. Nhưng mà Jin thì nói là cái đặc sản rap của Jin là rap thì rap lái. Yeah. Có nghĩa là rap từ này xong lái từ từ kia thì em đặt sư phụ rồi. Oh. Tặng anh một gói quà gì nhớ anh quá rồi. Đúng rồi. Thôi bây giờ tụi này mình loại Sexy ra mình có một biểu sợ đây rồi. Ừ. Nói vậy là chết đó. Dạ dạ. Thôi ra mình cũng phải cần Sexy thì phải hắn hay đúng không mọi người? Đúng rồi. Từ đầu tới giờ tụi mình tham gia rất là nhiều live test. Mình cứ làm cái kiểu ngầu ngầu đẹp trai hoài. Đúng rồi. Thì mình không đẹp nữa. Đúng rồi. Mình có đẹp em. Ủa vậy hả? Mình cũng trai nhưng mà mình khác hơn tí. Trai mình thì... Anh sẵn sàng tập sát để trở thành một phiên bản Isaac hip hop hơn. Cái màu hip hop này chưa team nào làm cả. Nên là mình nghĩ là với giọng hát của Vũ Thảo My mình sẽ biến nó thành một cái vibe hip hop R&B rất hay. Thêm thôi. Team anh Isaac làm việc rất là nhanh luôn. Chỉ sau 2-3 ngày thôi thì mọi người đã gửi cho My những cái đoạn verse và những đoạn hook mà mọi người viết thêm vào và My cảm thấy rất là hay. Chẳng phải chuyện gì nữa khi anh đến đây. Oh baby, đến gần hơn. Em muốn say. I'm ready to party, party all night. Woo! Trời ơi, cái bài này sinh ra do Vũ Thảo My rồi. Thì lúc đấy mình chỉ input thêm một vài cái, ví dụ như là bè chỗ này, bè chỗ kia, hoặc là người này nên feel chỗ này, người này nên feel chỗ kia, làm sao để cho bài nghe ok nhất. Em hết thời gian, chỉ cần thuyết ngày mai. Baby tell me if... Em ví dụ nó chậm hơn nhá. Baby, tell me if you want it. Baby, tell me if you want it. Yeah, ok hơn ạ. Quá trình viết bài thì Hurricane cũng tương tự ra được là phần nào của người nào. Negip cũng rap dài rồi. Anh biết lý do mà bé đang đó khi ngã vào em. Anh Jin cũng rap xen kẽ. Anh đọc là phần ngân, ga, chơi là 1, 2. Không quan tâm em nói gì mai bu. Đúng rồi. Negip rất là nice, rất là dễ thương luôn. Cho Jin tham gia cùng với lại cái verse rap của Gip. Cái đoạn rap đó mỗi người rap một câu nghe rất là funny, rất là hút người ta đó. Anh Isaac đã hát cái coda là hai câu rất là highlight rồi. Và anh là muốn là cái câu hút tiếp theo đó là một thành viên nào đó. Thì Isaac có đề xuất mình. Từ những cái vòng đầu đội sừng trước đó, Isaac đã phát hiện ra Khang có một giọng hát rất là hay, rất là đặc trưng. Nghe một cái là biết Harry Khang là nó rất là mạnh mẽ và nó có một cái độ rền trong giọng á. Đó. Ừ, không thì em dò vậy cũng hay ấy. Đó, ok. Đó. Nữa. Ha. Nhưng mà khi mà mình thu âm vào á thì mình thấy là nó không có đã bằng anh Isaac cái gì. Save for the best thì giữ vocal của anh Isaac là nghe nó sẽ hay nhất. Isaac không có nhân nhượng trong vấn đề này. Bởi vì khi mà rước Khang về đội, Isaac nó nói là anh muốn dòng này em phải tỏa sáng. Anh muốn mọi người thấy em là phải rap được, nhảy được và phải hát được nữa. Lại luôn. Cái sự mà dè ở trong mình nó trồi ra khi mà gặp đông người và những người có chuyên môn á thì mình hát nó không được ra, nhưng mà hát một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần thì lần cuối cùng mọi người nó đó. Không hiểu sao mà Khang không tự tin về giọng hát của mình, bởi vì giọng bạn rất là đặc biệt và chỉ cần hơi đi Khang tự tin hơn là bạn sẽ làm chủ giọng hát mình rất là tốt. Wow. Nếu mà Isaac nói rằng là
hơi đi khang về này ghiếp gặp khó khăn về mặt vũ đạo. Mọi người cũng hiểu là nhảy á, nó có rất là nhiều thể loại và hip hop là một trong những thể loại nhảy rất là khó. Rapper á, body language của các bạn có thể lúc rap nên rất là cool, nhưng mà khi mà vào gọi là vũ đạo để dựng trước đó rồi á, thì thực ra là việc nhớ động tác nè và việc giữ cục hơi để vừa hát vừa nhảy cực kỳ khó. Hai bạn thực sự rất là cố gắng trong phòng tập mọi người ạ. Thấy động tác rất là khó nhưng mà Khang và Gift không bao giờ dừng lại nha. Sẽ luôn luôn tập đến khi nào được thì thôi. Isaac còn nhớ là ngày hôm đó là Nay Gift từ Cần Thơ đi xe về. Và thay vì đi về nghỉ ngơi thì Nay Gift chạy thẳng vào phòng tập luôn và tập cực lực với anh em. Và lúc đó là Isaac bận việc, Isaac phải về trước. Thì Isaac nghĩ là chắc là mình không có mặt ở đó thì thế nào tập tầm khoảng 15 phút nửa tiếng chứ cũng bỏ về thôi. Nhưng mà không ngờ nha, Nay Gift tập rất là hăng say, tập để ta thuần thục cái động tác thì Nay Gift mới chịu về. Trời ơi, trời ơi, ghê quá. Cái gì? Cái này không nên là cái gì vậy? Cái này không nên xảy ra. Cái này là cái gì đây? Thôi thôi thôi. Giải thích nào, giải thích cái đó là cái gì? Tại sao trong giày này Gift có gì vậy? Không, cái này là cái lốt ở trong đây nè. Giống như là một cái vía vậy đó. Mình mang cái độn đó vô thì mình nhảy như Isaac luôn nhiều khi hơn. Mình cảm giác là anh Isaac thật sự yếu, nhảy bài này không có hồn. Thì Nay Gift với Hurricane gọi là nhỏ vô tay của Dịch Đen là cho tụi em lên center đi anh. Em với Hurricane muốn nhảy hết sức để cứu bài. Đây là cái con em đấy. Cái hôm đó là hôm cuối cùng mà mọi người tổng duyệt. Để Gift thấy ảnh mệt rồi ảnh cũng tập, ảnh ăn ba cái đồ gì kỳ lắm, xong rồi bị đau dạ dày. Chịu lên là nhìn giống như một con người khác, rất là tội nghiệp. Thật ra là cái hôm chạy chương trình xong thì rất là lo lắng là không biết là vào ngày quay chính thức là có đủ sức chơi với anh em hay không. Bởi vì mình lỡ ăn trúng cái gì đó thì nó cảm thấy rất là khó chịu và phải truyền nước. Cái lần này thì Jin cảm thấy là sức khỏe của anh Isaac có dấu hiệu hơi yếu hơn một chút xíu. Jin cũng rất là lo, bản thân mình cũng bị bệnh nhưng mà mình cố gắng để vượt qua, làm tốt những cái phần thi để cho có thêm một cái nguồn năng lượng để ảnh cũng mau mau anh khỏe lại. Thì khi mà anh Tài vậy thì Nay Gift không muốn dẫn nữa, Nay Gift muốn làm đội trưởng. Lần đầu tiên cho Nay Gift, Hurricane, Vũ Thẩm Vy, Isaac và xin chú Kiệt xin gửi lời chào tất cả mọi người ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Một phần hôm nay Isaac hơi bị đau dạ dày một tí nên là Isaac sẵn sàng chấp một cái dạ dày với các bạn khác. Đấy ạ. Tụi tôi ở đây thì có tất cả mọi căn bệnh đều hướng tới chúng tôi, nhưng chúng tôi hướng về các bạn. Yes sir, chúng tôi cống hiến tất cả mọi thứ, sức lực cũng như là sức khỏe. Và đây là team Ngân Nga. Dòng xe thương theo gió nhẹ ngân nga ngân nga. Đường về hôm nay không xa, chỉ hoàng hôn theo về nhà. Chờ đèn xanh anh hôn khẽ lòng reo ngân nga ngân nga. Tự nhiên vui cha 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 ngân nga ngân nga. Hey, what's up em? Yeah yeah yeah. Hey pretty girl, you know who it is. We coming back, we bring the fire. We ain't come here to lose. It's your boy Hurricane, you know. Hey shawty, don't you look at me. Từ đầu đến chân không chỉ áo phông quần jeans. Holla, get tên cho em lấy lòng tin. Nè gift legit, thêm một size và jean. Holla, anh đến đây không phải để chơi mà anh chơi cùng tập mũ. Green lê rap hay nghe anh đắp cũng sốt ruột. Không có anh thì hiểu sẽ về lại thứ hai. Xong lưng A tú thấy cũng bắt đầu mất hồn. Sẽ thăm đo cho em bước dài nắp xanh hai bên. Sneaker cùng cao gót Hurricane and my queen. Hip hop and R&B. My lady wanna be with me. Trời bao la, gầy sát vào vai, nhẹt nói vào tai, yeah sad do. Tìm ra em ở giữa những vì sao xa. Dành em hết thời gian, chỉ cần thiết ngày mai. Baby tell me if you want it, want it. Em chỉ cần một người đón em tối.
dramatic rap. Sorry not to be dramatic. Anh là N to the E with the keep not cap. Mang trên vai là cả sao tài, có thể gọi anh là bất phát. Alright, em là người duy nhất có thể khiến cho anh rap. Em có thể hỏi thăm mọi người hai vòng vừa qua anh toàn tranh hát. Là making hit chứ không hit drama drama. Nhạc và đời tình khiết không còn lý do nào để tao xa lạ. Và ngân nga chơi no one two. Không quan tâm em nói gì my boo. Anh biết lý do mà bé đang đòi khi ngã vào an. Là biết đâu được anh sẽ bỏ mình y như trong bài hào quang. My ex đã từng text. Anh chỉ đứng cái đẹp đời hình. Mà đến khi đầu đội sừng là cô lại bắt đầu gọi mình. Đi cùng anh em không phải ngại khi họ bảo rằng freestyle đi. Be my love, em chỉ có lời ca chung mà VIP. Người nhớ ở cuối chân trời bao la. Kề sát vào vai nhẹ nói vào tai. Yes sir, do. Tìm ra em ở giữa những vì sao xa. Dành em hết thời gian, chẳng cần thiết ngày mai. Baby tell me if you want it, want it. Em chỉ cần một người đó mong em tối nay. Chẳng phải chờ gì nữa. Một được dàn dựng rất là thông minh. Một tràng pháo tay nữa cho Hurricane. Hay quá. Vũ Thảo My, Nagib và Isaac. Sao ai hung em dữ vậy cưng? Mười hung anh. Nigga poppin' in. Baby girl you know the one to be, right? Em tưởng là nãy My hung là chốt sổ luôn là ai vậy? Hôn em xong là vẫn chọn anh. Cái đầu đớn rồi. Không phải chọn anh chứ, anh ngon hơn mà. Anh có tài chính không ạ? À, cũng được. Nhưng mà em ơi, hay quá. Cảm ơn anh. Không anh. Dàn dựng thông minh, dễ thương mà quan trọng hôm nay ai cũng nhảy nha. Dạ. Chính xác. Bữa nay là nhảy là thấy rõ ràng là nhảy thiệt sự chứ không phải là nhảy giỡn chơi nha. Yes sir. Cho mình hỏi cái bài hip hop coi như là tập trong bao lâu để nhảy được cái tổ hợp vừa rồi. Dạ, cái bài này lúc đầu là ý tưởng đến từ Hurricane với Nagib. Dễ thương. Cho nên là em chưa dám nói là bài mình hay, nhưng mà chắc chắn nó sẽ độc đáo và khác biệt. Đó là điều người ta muốn làm chương trình. Yeah, right. Dạ, và trộm phía là như anh Thành cũng biết là Nagib Khang là chưa có background về dancing nhiều.
Cho nên là em rất là hâm mộ cái sự cố gắng của mọi người, là mọi người luôn luôn cố gắng để catch up với anh em. Và đến ngày hôm nay nhảy được một cái bài, mọi người thấy nhảy từ đầu tới đuôi và động tác hip hop nó rất tưng, rất là mệt. Cho nên là để Khang và Negip cũng như là Jin nhảy được những cái tổ hợp hip hop nặng như thế này là một sự cố gắng rất lớn của ba bạn. Cho nên là mọi người hãy vỗ tay cho ba bạn không ạ. Và Vũ Thảo My nữa, con gái mà nhảy như đàn ông luôn. Cái này là phải xin lỗi My, tại vì tụi em bắt My phải xuất hiện từ đầu tới cuối. Tại vì My nói với em là anh ơi, em rất là thích anh trai C2, đi coi là thấy mấy anh nhảy đã quá, cho nên cho em nhảy từ đầu tới cuối luôn. Và đó là cái tinh thần của Vũ Thảo My. Vũ chẳng phá tay cho My được không ạ? Được rồi. Mà các bạn biết mà tình nhảy được vậy là chắc chắn phải dành rất nhiều buổi tập đúng không em? Dạ, thực sự là để mà chia sẻ một chút về những cái buổi tập của team anh Isaac thì bọn em chắc tập liên tục khoảng gần một tuần đúng không anh? Đúng rồi em, hơn một tuần nữa em ạ. Tới trước này ghiếp luôn mà anh, lúc nào tới trước này ghiếp. Em chỉ tới sau anh Isaac thôi, này ghiếp thì tới trễ nhất. Thế thì mình không nói tới. Chuyện nội bộ mình tính ở dưới căn gà. Được rồi, dạ. Ok em. Nhưng mà thực sự em phải tuyên dương anh Isaac bởi một cái tinh thần trưởng nhóm rất là mẫu mực luôn. Mọi người biết gì không, tối hôm qua anh Isaac vẫn còn bị ngộ độc thực phẩm. Ôi, em ăn gì ngộ độc vậy? Bình thường anh thấy em đã không ăn rồi mà còn em còn bị ngộ độc nữa rồi. Dạ thì hôm qua là tụi em rehearsal thì anh Isaac ảnh tập không có nổi. Dạ. Tại vì anh đã đau quá, anh chóng mặt, anh choáng đủ thứ hết. Hôm nay anh đứng ở đây anh rất là năng lượng. Đi truyền nước biển đúng không? Dạ anh đi truyền nước biển. Negip không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh làm đội trưởng 3 tuần liền. Thật sự rất là respect anh. Dạ. Thank you mọi người. Dạ. Yeah. Quá tuyệt vời luôn. Vừa rồi các bạn đã chứng kiến một nguồn năng lượng trúng thực đó. Mà còn nhảy cỡ đó nếu mà bình thường nhảy cỡ nào. Nhưng còn một nhân vật Isaac nghĩ là mọi người rất bất ngờ đúng không ạ? Đó chính là ai ạ? Mọi người có thấy khả năng nhảy hip hop của Jin Tuấn Kiệt không ạ? Và xin công bố luôn, đây là con gà chiến của Dance Battle team chúng tôi. Yes sir. Hiểu rồi cho mấy đội còn lại nha. Đúng rồi, cảm ơn anh. Hồi nãy chứ mới là xương xương thôi anh. Đúng rồi. Khởi động thôi anh Thành ơi. Xương xương thôi. Mạnh thôi, quá thôi. Đội mạnh quá, đội mạnh quá. Ê, tụi em làm lại cái tổ hợp gì mà nó lắc cái gì đó. Cái gì đó, cái đoạn gần cuối. À cái này đó. Hả anh? Ừ. Mình làm cái. Ừ đó, làm cùng nhau đi. Mình làm cái la nha. Mày ơi, đi nha. Mày lên giữa đi mày. Nè 2, 3. La, 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 la. Ê. Mình ngân nga, la, 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 la. Dễ thương không? Cái này đơn giản lắm, cái về ai mà bị bụng bự như tôi thì về tự tập cái này. Đúng rồi, em đang cũng là nhân chứng sống anh. Đúng không? Yeah. Ê, bữa nay có thấy ốm hả? Ôi dạ. Cảm ơn nhiều anh. À, đưa cái tay vô ơi. Đưa cái tay đi. Ý, cái tay anh ơi. Ủa? Em có fan cuồng, em Ly tới nó ủng hộ em kìa. Hello! Ly ơi, hôm nay em đến ủng hộ ai ạ? Dạ thật sự thì em đến đây là em muốn ủng hộ tất cả các anh trai, bởi vì em biết mọi người đã bỏ rất là nhiều công sức cho những màn trình diễn của mình. Yes sir. Và tất nhiên là như mọi người biết là em có một người anh rất là đặc biệt, anh này rất. Anh! Chưa hết. Ôi trời ơi. Sau cái màn trình diễn vừa rồi á, em nghĩ cái sự đặc biệt đó nó nên chia ra. Ủa? Em đê hai fan quá ạ. Yeah. Bên mẹ hơn, theo năng lượng của mẹ tự nhiên ai cũng thương con mẹ hết. Tuyệt vời. Do mẹ tới, có mẹ có tất cả. Khang, hồi nãy anh thấy em nhắc nhiều tên quá. Nhắc nhiều à dạ. Cái lyric của em viết về gì vậy? Em cần phải đọc lại không? Đọc nhẹ lại cái em anh nghe. À, anh đến đây không phải để chơi mà anh chơi cùng top 1. Nguyên Lê rap hay nghe anh rap cũng sốt ruột. What? Không có anh thì Hiếu sẽ về lại thứ hai anh xong luôn. À tôi thấy cũng bắt đầu mất ổn. Em ơi, flex quá em ơi, flex quá em ơi. Thấy ghét quá. Thái độ, chịu. Thấy không? Rap rồi Hiếu phải về thứ hai thôi. Khang ơi, có nhớ gì không? Vòng vừa rồi ai đứng nhất, ai đứng nhì vậy? May mình ăn ở tốt, nó không biết mình. Nếu các bạn thích tiết mục này, còn chân chạy nữa, hãy bình chọn rút máy ra. Bình chọn cho tất cả 4 người luôn nha mọi người. 4 người đi. Mã số bình chọn như sau: Gin Tuấn Kiệt số 01, Hurricane 02, Negip 03 và Isaac 04. Bình chọn bắt đầu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bấm hết mọi người ơi, bấm đi ạ. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. Lần này không muốn tiểu phẩm nữa. Bấm đi mấy em ơi. Nha. Bấm đi, tặng cái gói nè.
bầu chọn nha. Bầu chọn nha, bình chọn người luôn nha. Bình chọn đi. Yeah. Thời gian mời bình à. Chọn đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã bình chọn cho tiết mục Ngân Nga. Love you. Và các anh trai Isaac. Yeah. Hurricane. Yeah. Nagib. Vũ Thảo My. Và Gin Tuấn Kiệt. Yeah. Đừng chuyển kênh nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau vài phút giao lao. Xin chào tạm biệt. Mấy người không chọn tôi. Mấy người không biết tôi, không biết khả năng của tôi. Nên là vòng này quyết định phải dìm, đè hết. Hiểu thứ hai, anh Song Lưng, anh Natus, Win Lê, cho lên thất hết. Ok chưa? Khang ơi, em cần phải làm nhiều hơn, chứ em cứ như này. Chứ bước đầu Khang ơi, cố lên nhá Khang nhá. Anh đến đây không phải để chơi mà anh chơi cũng tập bộ. Win Lê rap hay nghe anh đáp cũng sâu rượu. Không có anh thì Hiếu sẽ về lại thứ hai. Song Lưng, A Tú, thấy cũng bắt đầu mất hộ. Sẽ tham đo cho em bước dài nét sang hai bên. Vui vẻ. Được nhắc thì đối với anh là nó đã quá là hạnh phúc và hạnh diện rồi. Thì lần sau anh viết ngược lại, anh diss ngược lại em. Okay. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Bon cha, vi ô long đào mới, ngon đào mong.